Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình mời các bạn đi Thảo Cầm Viên với mình nha. Đi Thảo Cầm Viên Sài Gòn á các bạn ơi. Hôm nay là đang còn dịch, đang trong giai đoạn dịch. Nhưng mà Thảo Cầm Viên thì ít người đến lắm. Người ta kêu gọi trên báo là các nhân viên của Thảo Cầm Viên phải giảm 30% lương để mua lương thực cho những con thú cho mẹ ăn. Người ta đã kêu cứu mọi người đến ủng hộ đó. Mà dịch đó, nên ít người đi, cho nên kinh phí của họ thu không có được nhiều, không đủ để mua thức ăn cho các thú ở trong này. Hôm nay mình cũng đi để ủng hộ người ta. Bây giờ mình đi nha các bạn. Mời các bạn đi với mình nha. Đi vô Thảo Cầm Viên lâu lắm rồi, mình chưa ghé vào khoảng 20 năm rồi các bạn. Bây giờ đi thử coi nó có gì thay đổi không ha. Chỗ này là đền thờ vua Hùng á các bạn. Bây giờ mình vô cổng nè, mình đưa vé cho người ta xét nè các bạn. 50.000 một vé nha các bạn. Chào các bạn. Giờ mình đi xem cây bạn. Mình đang ở Thảo Cầm Viên. Ở khu có nhiều cái cây cổ thụ à các bạn. Các bạn xem này. Cái cây này to dễ sợ, cái gốc nó quá to luôn. Dọc trên cái con đường này á thì là hàng cây cổ thụ rất là lớn. Tuổi chưa lên nữa các bạn. Ở đây là cao nhất là 150. Đây cái cây này các bạn thấy không? Lớn dễ sợ luôn á. Ôm nó biết bao nhiêu vòng mấy đường hết. Mình đứng trên cái cây này rất là nhỏ bé so với nó. Cái gốc nó to dễ sợ luôn. Hồi nhỏ mình hay vô đây nhưng mình không cảm nhận được cái cây này đâu các bạn. Mình chỉ muốn coi thú thôi. Bây giờ mình già rồi, mình lớn rồi, mình vô mình thấy những cái cây này rất là đẹp đó các bạn.
các bạn thấy không? Cây nào cây nấy to ơi là to luôn. Vô đây thì có rất là nhiều cây đẹp đó các bạn. Cuối tuần được đi công viên xem mấy cây rất là thích. Nhưng mà với điều kiện là ít người như vậy. Chứ bình thường thì Thảo Cầm Viên lúc nào cũng đông nghẹt người á. Các bạn nhìn cái cây nè, nhìn từ xa mà đẹp không? 20 năm rồi mình mới quay lại đây á các bạn. Vì mình bọc báo á, mình thấy người ta kêu gọi là ủng hộ công viên. Vì công viên hiện giờ đang bị dịch, không có nhiều người đến tham quan á, nên không có chi phí để lo nuôi những cái con thú ở đây. Nhân viên làm ở trong đây phải giảm 30% lương để mua thức ăn cho những con thú ở đây. Nên hôm nay mình mới đến để ủng hộ. Mọi người có rảnh thì ghé công viên ủng hộ nhé. Mấy cây nãy giờ các bạn xem nó cũng chưa phải là cây cổ thụ lâu năm nhất ở đây nha các bạn. Nó chỉ là lâu năm thôi. Nhưng mà cây mà lâu năm nhất ở đây là nó nằm ở trong kia kìa. Chút xíu nữa mình đi vô mình xem cái cây đó nha. Cây này to nè các bạn ơi. Để mình quay cho các bạn xem cái cây này nha. Cây này to nhưng mà không bằng cái cây ở trong kia đâu các bạn. Cây trong kia cao tới 50m, đường kính của nó gần 4m luôn á các bạn. Và tuổi thọ của nó là tới sấp xỉ 155 tuổi, bằng với tuổi của cái công viên này luôn á các bạn ơi. Công viên này thành lập năm 1864 và được trồng cái cây này cho tới giờ. Thì cái cây đó là nó còn sót lại á, nó sống sót lại á, là nó tuổi thọ nó cao nhất luôn á. Tí xíu nữa các bạn sẽ thấy nó. Cái cầu nhìn lãng mạn và đẹp á các bạn ha. Cái cầu này mà các bạn đối tình nhân vô đây chụp hình thì hết ý. Đằng kia có khu bò sát rồi các bạn. Xuất hiện đôi tình nhân đây rồi. Đúng là cầu được ước thấy luôn à các bạn ha. Thôi để cho họ tự nhiên nha các bạn. Giờ mình xem cây đi, mình tập trung xem cây nha các bạn. Cái cây này có những cây con nó mọc ở trên cái thân cây luôn à các bạn. Giống dương sĩ quá ha. Hay là cái rồng thảo rồi nó mọc cho nên nãy giờ các bạn thấy những cây cổ thụ cao to đó là cây sọ khỉ đó các bạn. Tên của nó nghe thấy ghê nhưng mà nó là tên cây sọ khỉ.
Sáng giờ mình đi vô đây á, trời nó mưa tầm tã các bạn ơi. Nó mưa theo đợt á. Nó hiện giờ là nó đang mưa, các bạn nghe nó mưa không? À, mưa nhỏ đó mình quay được, nhưng mà mưa lớn thì mình phải chạy mình núp. May là ở trong này có rất là nhiều chỗ để mình trú mưa, mình không có sao. Đó các bạn thấy không? Trời đang mưa to là to luôn. Mình ngồi ở trong cái chòi, mình quay cái cây cho các bạn thấy á, mình quay từ xa đó mà nhìn đẹp không các bạn. Nhìn nó vẫn hiên ngang gần sững nè. Cây quá đẹp. Đây là cây sọ khỉ hay còn gọi là cây sà cừ. Là cây lớn nhất trong sở thú này đó các bạn. Và nó cũng là cây lớn nhất Việt Nam luôn á các bạn ơi. Nó cao 50 mét. Tuổi thọ của nó sắp xỉ 155 năm rồi đó các bạn. Có cái đường kính thân cây là 4 mét. Đây là cái bản đồ nó chụp lại những con thú có trong thảo cầm viên này nè các bạn. Mình sẽ đi thăm những con thú này nha các bạn, đi thăm vài con thú trong này ha. Và mời các bạn đón xem clip tiếp theo đi thăm thú với mình vào tuần tới nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn giúp mình vào cái nút đăng ký màu đỏ đó, hoặc là nút subscribe, share, like và comment bình luận cho mình ở phía dưới. Hoặc là nhấn vào cái nút chuông để nhận thông báo có video mới nhất. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Bye bye.